bà năm chứ chợ đầu mối. Dạ bà năm bán cũng kêu ở vậy. Dạ, sẵn phỏng vấn bà năm ở chợ đầu mối nhà đang thân quá. Chợ đầu mối nào bà năm? Thủ Đức hả? Dạ dạ, ngay cầu Gò Dưa. Dạ dạ dạ, gần dạ dạ, kế bên. Dạ 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 dạ, Tiger muốn ba số. Dạ dạ, ba số Tiger. Dạ rồi, bánh mía luôn. Dạ đúng đúng luôn, đúng luôn. Dạ đúng luôn của cậu Năm rồi. Dạ tối nay cậu Năm không xin. Dạ dạ, sao mấy giờ hả cô? Gói thuốc, hộp bánh bía. Rồi tối nay cậu Năm quách thằng câu. Cô Năm chắc là ái mộ cậu Năm lắm ha. Chắc cô Năm, chắc cô Năm ở chợ đầu mối chắc vui lắm cô Năm ha. Dạ cô ở chợ con đầu mối nhưng mà cô bán tập quá. Chính là bánh mì nè, rồi với lại cơ nước xuống ăn phải nó
Tôi không có một cái bóng người nào đây. Dạ đúng rồi, chúng tôi máy này là để luôn.